Không quá khó để tìm thấy các hội nhóm tài khoản mời chào làm giấy tờ nhanh, trọn gói, hỗ trợ chứng chỉ y dược trên mạng xã hội. Chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân, các đối tượng khẳng định sẽ làm được chứng chỉ hành nghề cho khách hàng, đảm bảo an toàn tuyệt đối, giá cả cạnh tranh và không phải đặt cọc. Sử dụng một chứng minh nhân dân đã hết hạn, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đặt hàng hai tài khoản trên mạng xã hội Facebook làm chứng chỉ hành nghề bác sĩ da liễu và bác sĩ y học cổ truyền. Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu, phóng viên được một bên báo giá 2 triệu đồng, một bên báo giá 1,8 triệu đồng. Hai ngày sau lịch hẹn, một số điện thoại gọi đến tự xưng là người giao hàng chứng chỉ hành nghề, địa điểm nhận là cổng số 1 Bệnh viện Từ Dũ. Người giao hàng cảnh giác và sốt ruột yêu cầu giao dịch nhanh để còn giao hàng cho khách hàng khác. Giấy chứng chỉ hành nghề mà phóng viên nhận được là một giấy chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh có số 005-173/HCM-CCHN. Văn bằng chuyên môn là y học cổ truyền, được một nguyên lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ký tên và đóng dấu cấp ngày 25 tháng 9 năm 2020. Chứng chỉ có giá 2 triệu đồng này được thực hiện mà phóng viên không cần cung cấp văn bằng, chỉ cần gửi thông tin cá nhân và một tấm hình. Qua rà soát với kho lưu trữ chứng chỉ hành nghề của ngành y tế, phóng viên nhận thấy giống như thật khi so sánh đối chiếu với chứng chỉ hành nghề thật do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cấp cùng năm. Để tạo niềm tin với người mua, đối tượng còn làm sao y hai bản công chứng được ký bởi ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 và tặng miễn phí. Tuy nhiên, qua xác thực bản sao y chứng thực có con dấu do ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ký vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 mà phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cung cấp. Ông Võ Văn Hưởng, Văn phòng Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Tân Bình cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường hiện tại là ông Nguyễn Khắc Nguyên, không phải ông Nguyễn Văn Thanh như bản sao y chứng thực mà phóng viên đưa ra. Bản gốc chứng chỉ hành nghề là giả và bản sao y công chứng cũng là giả và không phải do phường chứng thực. Ông Võ Văn Hưởng khẳng định và cho biết, phường thường xuyên gặp các trường hợp mang văn bằng chứng chỉ giả đến công chứng, nhưng việc phát hiện rất khó và chỉ có những người vững về chuyên môn nghiệp vụ mới có thể phát hiện. Đem văn bằng giả liên hệ một số văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để sao y, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ngạc nhiên khi thấy tất cả đều được thực hiện nhanh và thành công. Lý giải vấn đề này, đại diện một phòng công chứng trên địa bàn quận Tân Bình cho rằng hiện không có thiết bị để phân biệt, nhận biết bằng cấp giả hay thật. Khi sao y bản chính, công chứng các giấy tờ liên quan, nhân viên chỉ kiểm tra bằng cảm quan và kinh nghiệm. Nếu văn bản, giấy tờ không có dấu hiệu giả sẽ được chứng nhận bình thường. Muốn kiểm tra, chỉ xác minh ở nơi cấp mới biết. Chứng chỉ hành nghề y dược là văn bằng bắt buộc của một bác sĩ hay dược sĩ hành nghề và được quản lý bởi các cơ quan chuyên môn. Để được cấp chứng chỉ hành nghề, người học phải trải qua thời gian đào tạo khắt khe với quy trình thủ tục chặt chẽ. Theo quy định tại khoản 3 điều 16 Nghị định 138/2013/NĐ-CP, thì hành vi mua bán sử dụng văn bằng chứng chỉ giả sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.